đây này. Đào này bán thì họ bán theo gần vào một chút. Đây là đào này họ bán theo theo quả. Đấy, đây các bạn nhìn đến đôi 4 6 8 10. 10 quả. 10 quả đây. Bao nhiêu tiền một quả đây? 10.000. Có nghĩa là tính ra là tương đương là 1.000 một quả. Đấy. Ăn luôn ở đây thì nó mới biết được rằng là đào sạch hay không. Rất là ngon. Để cho một túi vào đây. Đây là dọc tuyến đường mà đi Tráng Kìm này. Và nhìn thấy quả đào. Đấy, đây là 10.000. Còn đây tiếp nữa lại là 10.000 nữa. Xin chào tất cả các bạn nhé. Đã quay trở lại với kênh của mình. Và mình là Nguyễn Tất Thắng. Nay thì sáng sớm 5 giờ Thắng bắt đầu xuất phát từ nhà đi lên nhà anh chứ bốn vợ. Chào số quà là 1 triệu đồng. Và có một cái hòm quà của một cái chị gửi ra. Đấy là nhờ trao cho anh chứ bốn vợ giúp. Đấy. Nghe là Thắng cũng chưa lên nhà anh chứ bốn vợ ngay đâu. Tại vì là hôm trước Thắng còn có cho anh chứ bốn vợ là 1.2 triệu để mua một con lợn. Thì cũng qua trao đổi điện thì là anh chứ đã mua được lợn rồi. Và cái món quà kia thì hôm qua cái chị đó chị điện ra cho Thắng rằng là phải trao cho anh chứ luôn cái thùng quà kia. Tại vì là đồ đấy nó sẽ không để được lâu. Đấy, có một hộp quà nhỏ nhỏ thôi. Không biết nó là cái đồ gì thì tí nữa thì lên đến nhà anh chứ Thắng sẽ mở ra xem nó xem nó là cái gì. Đấy, bà trao luôn 1 triệu cho anh chứ. Nhưng còn tại vì là khi đi lên nhà anh chứ này là Thắng ở từ thành phố Hà Giang đi. Đấy. Là khi mà lên đến từ thành phố Hà Giang mà lên đến Mèo Vạc chỗ nhà anh chứ ấy là nó mất cả một ngày đường cả đi lẫn về. Nó là 150 cây cả đi lẫn về, đường đèo các bác cũng biết rồi. Là phải bỏ ra một ngày để đi và phải xe cộ nó cẩn thận, chứ còn xe mà hôm qua xe đi xe máy hay miếc là nó rất là vất vả nếu nó gặp mưa hay là gặp sương mù. Đấy. Hôm nay Thắng lại đồng hành buổi sáng sớm cùng anh Sự. Các bạn sẽ cùng Thắng lên xem là nhà anh chứ bốn vợ như nào nhé. Bây giờ bắt đầu từ thành phố. Anh em Thắng đến đèo Bắc Sùm rồi. Các bạn thấy ở ngoài thành phố nó khác. Lên đến đây không khí trong lành, mù mịt luôn các bạn. Sương mù nhá. Đi vùng cao của nó phải như vậy. Vùng cao mùa này thì là mùa hè, một trong những cái mùa cực mát. Đấy, mà các bạn đi như kiểu là giữa mùa đông luôn. Đấy. Ở dưới xuôi thì các bạn rất khó gặp được những cái cảnh như này. Mà đây là giữa mùa hè các bạn ạ. Giờ đang là đầu tháng 7. Khí như này thích không? Thắng cũng vừa ở thành phố ra nó rất là ngột ngạt, nhưng mà đi đến đây cái cảm tưởng thấy nó rất là trong lành. Đấy. Họ đi xe máy họ vẫn phải mặc áo rét đây này, các bạn nhìn đây. Đấy, đi xe máy đó, phải mặc áo rét nhé, sương mù mù mịt hết. Thắng đã lên đến đỉnh đèo Bắc Sum. Hiện giờ thì một cái không gian và cái biển mây ở đây rất là đẹp. Đấy, phải dừng ngắm lại tí. Đấy, các bạn muốn đi vùng cao nhá, mà mùa này thì thường là hôm trước, buổi tối hôm trước ấy, thì trời nó mưa, thì các bạn sẽ bắt gặp được ngay những cái biển mây như thế này. Tuyệt vời. Không khí rất là trong lành. Mà đường gần như là sáng chỉ có nguyên anh em Thắng rồi. Các bạn nhìn sang cái mé bên kia, một nửa quả đồi mây nó ôm trọn rồi.
Đấy, tuyệt vời. Rồi, mấy đấy. Rồi, Thắng lại tiếp tục đi nhá. Các bạn đã ngắm được cái cảnh mây đấy rồi. Vùng cao, đấy. Bên kia là Khâu Ngài kìa, chấp chớn nửa, một nửa mây, một nửa không mây kìa. Đấy. Đẹp tuyệt vời luôn. Đấy, các bạn nhìn thấy, chính ra là Thắng đã không định dừng nữa đâu, nhưng mà thực sự với các bạn rằng là cao nguyên đá quá đẹp. Đấy, nếu mà Thắng mà không dừng lại nữa mà thì để cho khán giả của Thắng mà không được chứng kiến những cái cảnh như này thì quá là phí. Một cái điều mà nói rằng là cao nguyên đá đầy mây và gió và những cái giá rét thì mùa hè thì nó lại toát lên một cái, nó có những cái màu xanh của những cái ngọn cây, cây cỏ và những cái nương ngô như này, và màu trắng của mây. Đấy, các bạn cảm tưởng như Thắng đang hớt được mây này. Đó, đó. Nhưng mà tí nữa khoảng tầm độ 8 giờ sáng thì thường nó sẽ là ở cái khu này. Nhưng mà đa phần đây dưới này là cái thị trấn Minh Tân. Thì nếu các bạn qua đây vào buổi sáng ấy, thì qua 10 lần thì chắc chắn là sẽ phải gặp được ít nhất là 5 lần cái mây ở đây. Ngày xưa trong khoảng 10-12 năm Thắng đi làm ở trên cao nguyên đá trên Mèo Vạc, và đi vào những cái buổi sáng ấy, thì đa phần Thắng gặp mây ở đây và ở cái khu vực qua Lũng Phìn. Đấy, qua Lũng Phìn cũng gặp những cái biển mây như thế này. Thì và ở cái đoạn đường mới ở Yên Minh có 3 điểm, nhưng mà điểm này là cái điểm mà nó là mây ở núi đất, nó không phải núi đá. Còn kia nó có cái độ núi đá, nhìn cái núi nó dốc và nó nhìn nó khủng khiếp hơn nhiều. Đó, ơi. Thắng mà không dừng lại để cho các bác xem thì quá là lãng phí. Các bạn đã thấy Thắng đang dừng biển mây chưa? Rất đẹp chưa? Đó. Tuyệt vời. Đấy, dưới này là nương ngô đang chuẩn bị thu. Đó. Đấy. Quá tuyệt vời. Đấy. Dưới này là thiên đường mây. Thôi phải đi nhanh không muộn quá câu giờ các bác. Cảnh đẹp các bạn. Ngắm đèo Bắc Sum này thì gần như là buổi sáng này thì quá là sướng. Thôi thôi đi đi nhanh, đi nhanh, đi nhanh. Đây là chính là khu vực Quản Bạ nhá. Tráng Kìm các bạn. Mây đẹp lắm, đi dọc đường chỉ có mê mây để trước mặt. Thích chưa? Cao nguyên đá Đồng Văn, thế là nên rằng là họ cứ muốn lên lần thứ hai là như vậy. Đấy, xung quanh là thác và núi là mây. Đẹp, quá là đẹp luôn các bạn. Đấy, nhìn thấy chưa? Hẳn là những cái người mà lên đến Hà Giang ai cũng tìm đến cái mảnh đất cao nguyên đá này để đến đi một lần. Nói ra các bạn rằng ở dưới Hà Nội hôm trước những cái hôm mà Thắng đi ấy, nhìn cũng như mây như này, nhưng mà mây ở đó nó có cái độ xám xám, nó không trắng trong như này đâu. Đẹp tuyệt vời. Đấy. Còn đây là đường. Đấy, các bạn nhìn thấy đường, họ xả đường ghê. Cảnh tuyệt vời. Đấy. Bây giờ Thắng đang phải đi đường nhé, cũng không thể quay nhiều được cho các bác xem. Tại vì Thắng đi vội chỉ có một ngày đường đi thôi. Đấy, một ngày đi là cả đi lẫn về, là không quay được nhiều. Cũng muốn dừng lắm, nhưng cái cảnh như này Thắng học hội họa mà. Là cũng những cái người mà nhìn những cái cảnh đẹp là thấy mê. Đấy, như kiểu là nhìn thấy một cái gì đó mà mình phải ngắm để cảm thụ nó. Nhưng mà do cái thời gian nó không cho phép nên là Thắng vẫn phải đi. Nên là các bác thông cảm nhé. Đấy, cho anh Sự anh lái xe cho nó an toàn. Chứ không mà Thắng nói nhiều quá anh lại mất tập trung.
Đây là một chợ phiên nhá, ở Tráng Kìm. Đấy, Thắng đi dọc cái những cái tuyến đường như này thì chợ phiên này thì có rất nhiều những cái đồ nông sản của bà con bán ở đây. Điển hình như là ở đây có những cái quả đào. Đào này bán thì họ bán theo gần vào một chút. Đây là đào này họ bán theo theo quả. Đấy, đây các bạn nhìn thấy đôi 4 6 8 10. 10 quả. 10 quả đây. Bao nhiêu tiền một quả đây? 10.000. Có nghĩa là tính ra là tương đương là 1.000 một quả. Đấy. Đây. Đấy. Ví dụ nhé. Thắng có thể mua luôn một quả như này. Tính ra là 1.000 một quả mà. 10.000. Thì phải ăn luôn ở đây thì nó mới biết được rằng là đào sạch hay không. Rất là ngon. Được cho một túi vào đây. Đây là dọc tuyến đường mà đi Tráng Kìm này. Và nhìn thấy quả đào. Đây là 10.000. Còn đây tiếp nữa lại là 10.000 nữa. Quả đào các bạn nhìn thấy gần như là lấy xuôi thì cứ tưởng là đào của Trung Quốc bên Tây Du Ký, trong phim Tây Du Ký ấy, nhưng mà ở đây thì các bạn lên đến tận nơi các bạn sẽ thấy được những cái quả đào như là cứ 1.000 một quả này ở đây nhá. Đó, đây. Đấy, đây là 20.000 mua cho chị này. Đây là 20.000 nhá. Đợi em lấy tiền đấy nhá. Đó. Đây, đào ngon. Nhà chị cách đây xa không? Như này bất từ hôm qua à? Hôm qua hái rồi. Hôm qua hái à? Ừ. Sáng nay lên cửa này thôi. Thế à? Em gửi tiền chị nhá. Rồi, cảm ơn chị. Đây, 20.000 đồng một cái túi đào rất to trên cao nguyên đá. Thì nào các bạn cố gắng qua đây thì khoảng tháng sau thì lại là mùa lê, còn đây là mùa đào. Đó, đây. Đào được bày bán la liệt. Bán theo mô, theo đống. Đấy, 10.000 là 10 quả. Họ cứ đến mua của nhau. Ngoài đi chợ ra họ còn dệt cả vải nữa. Đấy, đó chính là cái lành họ tương vỏ. Họ. Đấy, dọc này. Đấy, chợ phiên. Đấy, đường lên nhà anh Chứ. Các bạn nhìn thấy cây nghiến cô đơn này, đấy. Mù mịt hết như mùa đông. Đi rét nhá. Thực ra là cái công việc chính là Thắng đi lên nhà anh Chứ, chứ không phải là đi quay những cái cảnh đường, cái cảnh mây như này. Nhưng mà cảnh nó đẹp thì tôi thì với những cái người mà thích cảnh đẹp thì đưa máy lên để quay lại để cho những cái kỷ niệm nó đáng nhớ, rồi là các bạn có thể xem được là trực tiếp qua kênh của Tất Thắng, biết được về phong cảnh trên cao nguyên đá Đồng Văn. Có lẽ những cái cảnh như này các bạn cũng đã xem qua rất nhiều qua những cái video của Tất Thắng rồi. Đấy, nhưng mà mỗi một cái thời gian, thời điểm nó khác nhau, mây nó các kiểu, nó có các thế mây các bạn ạ. Có những cái mây nó hình như rồng, như phượng nó quấn nhau, rồi có những cái mây đặc, rồi là nó ôm trọn núi, rồi là những cái mây cục, mây vò, mây vón, mây các kiểu, nói chung là khó tả lắm. Nhiều các loại mây, rồi mây mỏng, mây lờ mờ, rồi là mây vào những buổi sáng, rồi mây có những ánh nắng hào quang nó xuyên qua. Đấy, rồi là khó, nói chung là rất khó tả. Còn đây là mây mà mây hồng, có nghĩa là có ánh nắng xuyên qua. Các bạn nhìn thấy đấy, nó khác, đẹp. Đấy. Và ở đây thì nó lộ ra một cái gì đó mang tính chất là cao nguyên đá, là đá núi rất nhiều. Đây là nó còn vào mùa hè đấy, còn mùa đông thì
nó khủng khiếp và dữ dội, khủng khiếp lắm. Cây ngu như này. Mây đang lên đưa ta lạc lối đấy, đúng theo cái câu hát của nhiều nhạc sĩ sáng tác. Thường thường là mây đúng là đang lên là đưa ta lạc lối, không nhớ được đường về. Đấy, dọc đường thì có những con xe tải nó cũng lên được đến đây là thứ nhất là Thắng phải đánh giá được rằng là tay lái không phải đơn giản. Đấy, rất là đỉnh cao. Bốn chân lên được đường này với những cái cua tay áo mà để các bạn xem thì hơi bị choáng. Đấy, thế là các bác nhìn thấy cái cảnh mà cái xe tải nó vượt những cái đèo ở đây nó như nào. Cái xe kia nó là 6 chân các bạn. Đấy, nó vượt đèo khủng khiếp. Đấy, những cái tay lái ở đây thuộc dạng là hàng thứ thiệt. Đấy, đi ở trên vùng cao thì các bạn biết rằng là khi đã xảy ra một cái gì đó thì không bao giờ còn có cơ hội sửa chữa nữa. Tại vì là nó quá là dốc đèo núi các kiểu. Đây các bạn nhìn này. Đó. Đẹp không? Đây. Thôi không lằng nhằng gì nữa. Đi ngay lên nhà anh Chứ thôi, không đi liên thiên này nữa. Muộn quá rồi, 8 giờ rồi. Bây giờ thì Thắng còn cách nhà anh Chứ không còn xa nữa. Từ đây về đến thị trấn Mèo Vạc thì còn khoảng hơn chục cây, 12-13 cây. Thắng đang đứng ở ngay gần khu vực đèo Mã Pì Lèng. Dưới chân Thắng đây đang chính là con đường mà đi khu vực ba xã biên giới Xín Cái, Thượng Phùng, Sơn Vĩ. Ba xã thuộc dạng là khó khăn nhất của huyện Mèo Vạc, nó nằm ở biên giới giáp Trung Quốc đấy. Và đặc biệt hơn nữa là riêng huyện Mèo Vạc này là có được cái đường biên giới mà giáp giữa hai tỉnh của Trung Quốc nhá. Đấy, mà cả một cái tuyến hành trình một cái tuyến biên giới dài của Việt Nam qua bao nhiêu tỉnh đó thì của Việt Nam ấy, thì duy nhất có huyện Mèo Vạc này là giáp ranh giữa hai huyện của hai tỉnh của Trung Quốc. Một bên là huyện Nà Pô và một bên là huyện Phú Ninh đó, của Trung Quốc đó, cái đường biên giới này. Đây chính là cái con đường nhỏ nhỏ này. Các bạn nhìn đứng từ xem qua video thì có thể là nhìn cái đường nó bé thôi, nhưng mà đi xuống đó thì các bạn sẽ thấy rộng. Và đường này chính cũng là xuống hẻm Bực Tu Sản và xuống đi vào thủy điện Nhông Quế 1, rồi đi sang bên kia là đi vào Xín Cái đầu tiên, và đi cuối cùng là cái xã Sơn Vĩ giáp vào tận mạn Cao Bằng đấy, của thuộc xã gì Đức đó, Đức Hạnh đó, ở mãi khu vực của Cao Bằng nhá. Đó, còn đường mé trên này thì các bạn biết rằng là cái đường mà năm ngoái Thắng, cách đây khoảng 2 năm lúc Thắng và anh Hải mới làm video, thì Thắng có làm một cái video khám phá đi từ cái sau cái núi này đó và đi đường đây. Thì bây giờ theo quan sát thì đã thấy có đang mở đường rồi, mở được một nửa cái rồi, nhưng mà nhìn cũng khủng khiếp lắm các bạn.
Còn mấy cái hộ trên kia là ngày trước Thắng cũng đã lên rồi này. Đó, nhà họ tít ở trên đó. Đấy. Đấy, trước Thắng cũng đã lên những cái hộ ở trên đó rồi. Đấy. Thôi bây giờ Thắng tiếp tục cuộc hành trình đến nhà anh Chứ, xem là cuộc sống của anh Chứ ra làm sao. Đấy. Đây chính là ngôi nhà anh Chứ mà Thắng đã đến rồi này. Anh Chứ đang cho con tắm ở dưới này. Đó. Anh Chứ ơi. Ôi. Hôm nay thì Thắng lên đến nhà anh Chứ rồi. Anh Chứ thì trời đang hửng nắng, cho con đi tắm, còn vợ thì đi giặt. Đấy. À, Thắng mua bánh mì cho con của anh Chứ. Bà Thắng cầm đồ của chị Thảo Uyên nhé. Chị Thảo Uyên ở Đồng Nai đó, có gửi 1 triệu cho anh Chứ. Đấy, trước là Thắng đã bắn cái chữ lên video rồi. Đấy, nay thì Thắng mới có thời gian để lên được mang đồ cho nhà anh Chứ và xem con lợn của anh Chứ anh ấy mua như ra làm sao rồi. Đấy. Chính vì cái thùng đồ cái ngày hôm qua thì hôm kia Thắng nhận được thì chị Uyên chị ấy nói rằng là Thắng phải mang lên cho nhà anh Chứ đi, không nó hỏng mất. Đó, nên là Thắng mới phải mang lên để cho anh Chứ anh ấy được sử dụng cái đồ đó. Đó. Đấy, hôm nay đây là anh Sự hôm nay lâu lắm lên thăm em Chứ nhá, em Chứ đừng cho anh Sự chốt cái lòng thối như kiểu em viết ven hôm nọ nhá. Hết thịt hết thịt lợn thối rồi, hôm nay hết thịt lợn thối rồi, không phần nữa. Đây là cái mỏ nước ngày trước nhà anh Chứ thì là nó phải chứa đây, thì may không hiểu sao có một người nào người ta nói rằng là người ta về đây người ta đào ao đây mà bên này mà đi đấy, đi bên này đường, bây giờ đi bên này à. Đây là có người đào ao thì nhà anh Chứ lại được hưởng tí. Đây, cái mỏ nó chảy từ đây. Đấy. Đang tắm cho con à? Trên này nó đến cái mùa kia rất là thiếu nước, nắng là tranh thủ tắm à? À kia có phải vợ anh Chứ đâu? À vợ à? À nhìn khác thế nhỉ? Thế con đứa con nhỏ đâu? Đang ngủ nhà à? Đấy. Ngày xưa mà làm nhà mà có cái chỗ nhiều nước như này có phải tốt không? Trước làm nhà xây không có cả nước cơ, sử dụng cơ. À, không có xà phòng à? Giặt không xà phòng à? Ơ giời, cứ thế rồi á? Sao mà không giặt xà phòng? Hết rồi à? Hết. Hả? Rửa lại cho sạch thôi á? Hôm qua là đã giặt ấy rồi à? Hôm qua là đã giặt ấy rồi à? Dẫn đường thôi, Chứ dẫn đường thôi. Đấy, vợ anh Chứ giặt quần áo ở đây. Đấy. Đấy. Giặt anh Chứ anh bảo hôm qua giặt xà phòng rồi, hôm nay giặt lại rồi. Thế có thối hết quần áo rồi. Giờ thì đi vào nhà anh Chứ. Rồi à? Bác lại đi trước rồi. Cái lán này của nhà ai mà xong là mãi không ấy này. Không thấy thả gà thả gước gì này. Nữa này. Bỏ không đây. Đợt đó có lẽ là họ làm cái này để tận dụng là có anh Chứ ở đây trông gà cho luôn. Cái khu dinh thự của anh Chứ rất là kiên cố. Xung quanh là cái hàng rào đá. Người vùng cao ở Cao Nguyên Đá này nổi tiếng với những cái kiến trúc về hàng rào đá này. Đấy. Thì nhà anh Chứ là một trong những cái nhà điển hình ở đây.
có cái hàng rào đá dài khủng khiếp như thế. Nó dài tính xung quanh nhà phải hơn 100 mét. Đấy. Mà thấy cũng nói rằng là cái này là ngày xưa là để họ, thứ nhất là tránh thú dữ, thứ hai là bảo vệ về ngôi nhà của họ khi có những người lạ dô nhập vào trong nhà. Đấy. Cửa của họ, cái cửa cổng ấy, đây, họ làm cái cửa cổng này. Đấy. Nhiều nhà có những cái cửa cổng mà nó còn đẹp hơn cả ngôi nhà. Đấy. Đây cái cửa cổng của anh Chứ, anh Đục, anh Đức này. Đó. Đấy chính là văn hóa của họ. Đấy. Cẩn thận nha, con chó ác lắm. Con chó buộc ở đâu ấy, anh Chứ? Chó buộc ở đâu ấy? Ờ? Hả? Ờ. Đây con lợn nào mua đây? Mới mua con nào đây? Ờ sao có ba con này? Ba con ở hai con là em Ly. Và con nuôi chiên nhau. Mỗi người một con. Như nào? Nuôi chiêu. À nuôi với Ly hai vợ à? Vâng. Chia nhau. Nuôi chia nhau. Chia nhau con. Anh một con, Ly một con. Nhưng mà ai mua? Ở nhà cứ có mà. Ly nó khắc đẻ ra. Thế xong rồi nó bỏ xuống đây hai con. À nhà thằng Ly nó đẻ ra. Đấy. Xong rồi nó đưa cho hai con. Xong là anh sẽ phải nuôi cả hai con này. Vâng, hai con chỉ nuôi chiên nhau mỗi người một con. Sau này thì anh sẽ được một con. Vâng. Còn Ly được một con. Vâng. Thế à? Nuôi chiên nhau. Chia nhau à? Vâng. À. Thế còn cái con kia là hôm nọ em cho tiền mua kìa. Đấy, con mái này. Con mái kìa. Vâng. Lợn thì phải gọi là con cái. Đấy. Gà thì mới gọi là con mái. Đấy. Hiểu không? À. Con lợn như là con lợn. Con này mua một triệu. Một triệu à? Ông nào cho một triệu hai đấy gì? Ờ. Còn thừa hai cho mua. Mua gì rồi? Sang. Mua sang à? Hôm nọ quên cũng. Anh xuống một chỗ thôi. Xuống chợ họ thế họ không nhận ra mà. Anh à? Đó. Họ anh đi mua lợn họ không biết anh à? Nó không biết à? Không biết anh á? À? Thế nó anh nổi tiếng thế mà nó không biết à? Hả? Ở bánh mì đâu bóc cho bọn nhỏ nhỏ này. Đây cái thùng quà này thì đấy, bánh mì đấy. Đây mì tôm này bỏ riêng ra. Đây, mì tôm này em mua cho anh. Là anh Chứ. Cất đi. Đâu lấy con dao đây. Đây là quà của chị Thảo Uyên đây nhá. Chị Thảo Uyên. Chị Thảo Uyên này có gửi cho 1 triệu nữa. Chị ở Đồng Nai. Đấy. Có gửi cho Thắng nhờ Thắng chuyển đến anh Chứ. Đó, thì đây là Thắng sẽ bóc cái món quà này ra cho anh Chứ. Để biết đâu nó là cái món ăn hay là một cái gì đó. Thì như chị ấy bảo là phải bóc ra đi không nó hỏng mất. Nên là bây giờ bóc ra nhé. Không anh Chứ anh cũng chẳng biết nó là món ăn gì. Thế hôm nọ xong đấy là còn có tí thịt đấy có bỏ đi không? Bỏ đi rồi. Bỏ đi rồi gì? Ờ, không ăn được gì? À, thối quá à? Đấy, hôm nay là may là anh lên chơi rồi, không có gì đấy nhỉ? Ôi, ngon đấy. Ui dồi, toàn đồ ăn này. Đây đây. Có tên ở đây này. Cái gì đây? Gà cay. Ồ, gà cay nhá. Ui dồi. Toàn đồ ngon rồi à. Một. Mấy thùng? Mấy hộp? Mấy hộp? Sáu hộp. Sáu hộp nha anh Chứ nhá. Đây. Anh Sự bóc ra. Anh Sự vặn hộ em ra. Vặn hộ em ra. Ngồi vặn phát ra luôn. Đấy. Luôn à? Vặn nào ấy. Ôi dồi ôi. Chặt cái đi. Ông Sự này ông chỉ vặn bô lăng thôi. Thấy chưa? Cái này không phải. Nó còn dán băng rồi. Dán băng. À. Đấy, ui dán chắc thế rồi nào vậy. Đấy, nhẹ nhàng. Này, anh Chứ ăn thử nào. À, ngồi xuống ăn thử xem ngon. Ngồi xuống. Bông có đoạn lại ăn luôn được. Ngon nhỉ. Ủa, đã nuốt đâu, nhai ăn.
hơi mặn. Cái này ăn với cơm. Nhá. Này ăn với cơm nhá. Ừ, đây là ruốc gà đấy. Chị làm cho ngon. Ừ. Cái cho chị ăn với cơm ngon. Cất đi nhá, cho con ăn nhá. Cái hộp đấy nó bỏ ra ăn luôn đi, còn chị mày. Đây cái hộp này. Đấy. Nhớ nhá, nó có băng dính này. Nó có băng dính phải bóc cái này. Bóc ra nhá. Không như người anh sự tay to. Tay to vặn mãi không ấy được. Đây này. Đây này, nó có băng dính này nhá. Bê vào trong kìa. Ui giời, bát đũa kìa. Không, cái hộp đấy bỏ riêng ra không nhầm. Bỏ bóc rồi, bỏ riêng ra tí ăn luôn. Thế là để xếp vào đây tí trẻ con này nhịn. Con bé này nhịn. Cầm nó đi. Bỏ cái hộp vừa bóc ra để đi cho trẻ ăn luôn. Bánh mì ngon chưa? Đấy, bánh mì chú Thắng mua ngon nhá. Đây chị của chị. Ui, cẩn thận nhá, có trẻ con ngủ đấy, vừa mới đẻ một đứa đấy. Có. Không, ngủ trên này. Rồi, thế thì ngủ đấy thôi. Ra đây anh Sự đưa hộ em 1 triệu cho anh chứ. Giúp em một triệu là của chị Thảo Uyên nữa, chị gửi cho nhà anh chứ. 1 triệu đấy. 1 triệu đây là 1 triệu nhá anh chứ ơi. Làm gì đấy? Của chị Thảo Uyên. Em cảm ơn của chị Thảo Uyên ạ. Ở Đồng Nai. Ở Đồng Nai ạ. Chúc chị mạnh khỏe. Giúp chị mạnh khỏe. Còn gì nữa không? Chúc gửi gì, lời hỏi gì đến chị nữa không? Họ là cảm ơn. Cảm ơn gì nữa không? Cảm ơn em 1 tí tiền. 1 tí tiền à? Vâng. Cảm ơn đã cho em 1 tí tiền. Vâng. 1 tí tiền thôi gì? Vâng. Thế hôm nào cho nhiều tiền nữa nhá. Vâng. Có không? Có. Cảm ơn cho 1 tí tiền. Đấy, chị Thảo Uyên hôm nọ chị thương. Vâng. Là có con lợn nó bị tùa ấy. Vâng. Tùa chết rồi à? Chết rồi. À, cho đợt trước ấy. Vâng. Tùa rồi, bây giờ là mất cái cần câu cơm rồi. Vâng. Bây giờ là hôm nọ em Thắng lại cho tiền rồi. Thì hôm nay chị Thảo Uyên thì chị cho thì định làm gì? Tiền này định đi làm gì? Mua một con lợn. Lại mua con lợn nữa? Vâng. Chơi thế, 4 con à? Vâng, mua 4 con. Thành 4 con để nuôi á? Vâng. Lại mua con nữa? Vâng. Chắc chắn chứ? Chắn nữa. Mua gì? Mua. Thế sang tuần sau mua nhá. Chắc là 1 tí đi được. Đi hay luôn á? Hôm nay ngày chủ nhật mà. Bây giờ đi luôn á? Vâng. Thế thì lấy xe đi luôn, cho xuống dưới đấy mua luôn. Có đi không? Đi tắm rửa xong rồi. Anh phải tắm rửa xong mới đi. Vừa nào tắm 2 con bé này đây. Anh chưa tắm gì? Chưa. Thế thì cứ chủ động đi mua nhá. Vâng. Thế em không phải đi cùng nữa gì? Không đi. Biết mua rồi gì? Biết rồi. Thế là mua con nữa, thế mua cái hay mua đực? Mua con đực. Đực gì? Vâng. 1 triệu thôi gì? 1 triệu. Thế kia mấy con đực rồi? 2 con. 2 con đực rồi thì à. Mua làm gì lắm con đực thế? Mua cả. Nhiều. Mua phải 1 con thế đó là 4 con. 4 con. Có nuôi được không? Nhà có cái gì ăn không mà cứ nuôi nhiều? Chả đi rau mẹ ăn thôi. Rau ngon nó sẽ hết rồi. Đấy nhưng mà cho đấy thì thôi đấy, đấy là việc của anh thôi, tiền của anh thì cho bây giờ là của anh rồi nhá. Vâng. Thì mua đực hay mua cái, có 1 con cái kia rồi phải không? Vâng. Con kia là để giống rồi phải không? Con mái đấy để giống phải không? Vâng. Thế còn con đực này là đi mua về sau to thì thịt à? Vâng, làm thịt bán lại đi mua con bé hơn. Một con bé. Thế bây giờ mua 1 con này 1 triệu thì nuôi trong vòng 1 năm. Vâng. Bán được 5 triệu. Vâng. Cho là 5 triệu đi đúng không? Vâng. 5 được không? Liệu được không? Được. Chắc chắn không? Chắn nhá. Thế nhá. Cảm ơn chị Thảo Uyên nhá. Vâng. Ở Đồng Nai nhá. Vâng. Chị cho 1 triệu nhá. Vâng. Nhớ đấy. Con vâng. Lợn là nuôi là cố gắng. Còn con lợn mái kia là của em Thắng cho rồi nhá. Vâng. 200 đổ tiền xăng phải không? Vâng. Thế con tiền, con đồng nào không? Nhà còn nhìn nào không? Hết rồi. Hết rồi. Con đúng.
200.000 đổ hết xăng được rồi á? Hôm đi 2-3 tuần này hết tiền rồi. Không còn 1.000 nào. Đâu kiểm tra túi nè, xem mà. Không có đâu. Không có, hay là giấu ở đâu? Hả? Hay giấu ở trong tủ? Không. Còn 15.000 hay là mười mấy nghìn đâu? Còn 15.000 á? Đâu, đâu? 15.000 đâu? Để đâu? Vợ không đi, chẳng biết em vợ cất đâu. Vợ cất rồi à? Cả nhà còn 15.000 à? Thế đây anh Sữa ấy. Thế anh lấy đây cho ông thêm tí tiền nữa đổ xăng đi 15.000. Thế xe kia còn xăng không? Còn một ít. Bao nhiêu xăng? 1 lít không? Con đã vừa mua 2 lít. Vừa mua 2 lít à? Chạy đi 2-3 lần chả là hết, bao giờ hết giờ. Hết tiền á? Cái mì kia nấu cho bọn trẻ con ăn nhá. Vâng. Cái ruốc kia thì của chị Thảo Uyên là để nấu mèn mén, nấu cơm lên. Cứ thế thả cái đấy vào cho nó ăn. Vâng. Đừng có cho nó ăn vã nhá. Vâng. Ăn vã là nó mặn, nó khát nước. Vâng. Hiểu không? Vâng. Đấy. Nhá. Vâng. Đấy là không được ấy đâu. Vậy. Không được ăn vã đâu. Ăn không được khôi. Đây là 50.000. Thế đâu? Nhưng mà vợ cất 15.000 kia ở đâu? Đâu? Phải không? Hay là còn nhà còn mấy triệu giấu gì? Mấy triệu này. Cái cửa là ngõ vợ. Thế nào? Có 15.000 thôi mà còn phải gọi vợ xem mà để đâu ấy. Thế nào? Các bạn biết rằng là họ khổ đến mức nào. Đấy. Hả? Thôi nữa. Ôi ôi. Sao? Để cho bà bằng cái xem. Để chỗ nào? Thế này mà trộm vào nhà anh thì nó chả lấy đi à? Để chỗ đấy. Hả? Đây không có gì. Không có trộm đâu gì. Nó để ở đâu? Đâu, giấu rồi. Giấu ở đâu? Còn 15.000 để... 15.000 á? Để. Mất rồi. Hử? Đâu? À. Giờ để quần mộng mộng này. Ừ. Kìa ở đây. Một nhà gia đình còn nhiều tiền thế. À đây đấy, còn 30.000, anh 32.000 nhá. Có 15.000 đâu, đâu thế anh lừa em à? Không. Hả? Rút tiền rút chút của em đưa có 15.000 ở đây. À. Đây là bái của cụ công. Như nào? Bái cụ công, cụ công của lúc chú là em cho một tí em cầm về nhà đây. Cụ công nhà nhỏ đây. À, cái này là của một người khác cho. Không. Đây là của 15.000 đây gì? Vâng. 15.000 mà đợt trước em cho 1.2 đây gì? Vâng. Đi mua lợn là còn thừa 15.000 này. Vâng. Còn cái này là của vâng. Trước là của nhà. Vâng. Vẫn còn. Vâng. Nhà còn 22.000. Vâng. Còn mấy cả cộng thêm 15.000 của em nữa. Vâng. Em còn 37.000. Vâng. 37.000 đúng không? Vâng. Thế là tổng giàu, bây giờ giàu quá có tiền nhiều. Thế là đây nhá, cho 50.000 nữa. Đây cái này 50.000 nữa để đổ xăng. Vâng. Đi mua lợn nhá. Vâng. À. Nhá. Vâng. Thế không cảm ơn em Thắng à? Anh cảm ơn. À. Thế nhá. Vâng. Ừ. Thôi chịu khó làm ăn nhá. Vâng. Trồng ngô trồng nước nhá. Vâng. Nuôi bò nuôi lợn nhá. Vâng. Em chẳng mong anh giàu đâu. Giàu quá nó cũng khổ anh ạ. cứ như thế này lại sướng. Hôm nào mà có con lợn cũng ủng lại gọi điện nó bảo anh Sự lên. Nói nhỏ không, trẻ con nó dậy. Trẻ con nó đang ngủ rồi. Vợ đang giặt quần áo đúng không? Vâng. Nó dậy có khóc không? Không khóc à? Không khóc đâu gì. Ba đứa con gái, nhất anh ở đây. Người ta bảo nhá là sống ấy, đẻ ba đứa con gái là sướng. Chết thì vất tí thôi. Nhưng mà sống là sướng lắm đấy. Đời anh là sướng nhất.
chết đi rồi ai người ta biết nữa. Vâng. Đúng không? Vâng. Nên là đừng có đẻ thêm con trai nữa. Đẻ con trai khổ lắm. Anh biết không? Hả? Tôi bao giờ phải là để có một con trai nữa. Phải đẻ thêm á? Để một con trai nữa. Nhưng ai bảo anh phải đẻ thêm? Hả? Ai bảo anh phải đẻ thêm? Là tông môn già phải nghĩ thế. Tông môn bảo thế á? Đó, đấy. Tông môn là ai? Thì là bố mẹ. Bố mẹ là tông môn à? Vâng. Nó bảo là mong phải để ra một người con trai nữa. Thế nếu mình không đẻ được con trai mà mình cứ đẻ ra mãi con gái thì sao? Mãi con gái chỉ là cứ đẻ thêm vào. Cứ đẻ thêm nhưng mà đẻ khi là đẻ đến con nào để đưa một con trai thế bây giờ cứ già hết rồi mà cứ đẻ 10 đứa con gái thì làm sao? Ôi già quá là không đẻ đâu. Thế thì thế đấy nó vẫn thế. Bây giờ mà vợ là 26 tuổi đó mà. Vợ 26 tuổi nhưng mà anh năm nay bao tuổi rồi? 34 sinh năm 84. 84 là 37. 37 38 rồi. Vâng. 38 tuổi thì anh chỉ đẻ được anh 2 tuổi nữa thôi là 40 rồi. Vâng. Vợ trẻ thì trẻ nhưng mà anh làm sao mà anh ấy được già rồi cha già con cọc bao giờ không làm là làm được đây này người thì hốc hác ra này gầy nhom hết rồi yếu rồi vợ trẻ nhưng mà anh có làm được không anh còn làm được cái đấy không hả không làm được rồi không làm được rồi á nghỉ buổi tối bây giờ không làm được nữa giả yếu giả yếu rồi đấy, thế phải chịu khó ăn uống vào mới khỏe được nhá. Vâng. Không như này là đẻ con gái đấy. Vâng. Mà không đẻ nữa, đẻ bây giờ đẻ ra nhiều cứ ra con gái suốt thì làm sao anh nuôi sao được? Nửa vào nửa nên từ lúc có 17, 16, 18 đi lấy chồng hết rồi. Nó không ở với mình nữa. Hai vợ chồng ở già ở nhà đó. Sợ mỗi hai vợ chồng già ở nhà thì. Đấy. Thế bảo một thằng nó ở với mình, có đứa con gái, đứa con gái thì bảo thằng không, con không nuôi được. Không nuôi được con rể á? À? Sao không nuôi được con rể? Con rể nó về nó nuôi mình. Không. Hả? Gọi là người dân tộc Dao với nuôi được. Dân tộc Dao mới nuôi được, còn dân tộc Mông như anh là không nuôi được. Mông là không cho nuôi. Không cho nuôi con rể. Vâng. À. Sao vậy thế? Nước không đất cho làm. Không cho làm đất vâng, đất có nghĩa là anh em họ hàng nhà anh sẽ không cho làm. Vâng. Cả họ luôn. Vâng. Sẽ là coi như là mất đất đi của mình. Đấy đấy. Mất người của mình. Vâng. Nhà khác có lấy mất đúng không? Đúng không? À. Đấy các bạn biết rằng là khi một người con trai người dân tộc của anh chứ ấy, anh ấy nói rằng là khi đến mà làm rể ấy, thì lấy vợ mà ở với cả nhà vợ ấy, thì là sẽ lấy mất đất, lấy mất tài sản của gia đình dòng tộc của nhà họ đi. Thế nên rằng họ sẽ không bao giờ có thể cho cái chuyện đó được. Nếu khi cái nhà của anh chứ này mà mất đi thì có thể con của nhà con chú này hoặc là con của nhà cùng với dòng họ nhà anh ấy sẽ lấy lại những cái ngôi nhà hoặc lấy lại những đất như này. Những người con gái như này chưa chắc đã được. Đó, đúng không? Tại vì là đã khi họ đến họ gần như dạng kiểu lấy vợ nó đã là mua bán rồi mang đến 20-30 triệu để lấy rồi đúng không mà coi như là bán con đi rồi không còn cái quyền quyết định gì nữa trong cái cuộc sống của gia đình nhà gái nữa thế nên rằng là cái này là Thắng cũng không biết giải thích cho anh chứ nào Thắng mà giỏi tiếng Mông như kiểu anh Hải ấy, thì Thắng sẽ nói vài câu thôi thì anh chứ anh sẽ sợ chết khiếp ngay. Nhưng Thắng không có cái tài thì nói cái đó về tiếng Mông. Còn nói tiếng phổ thông thì anh chứ anh chỉ ập ạp ừ thôi. Đấy. Khi nào anh đẻ ra nhiều con gái ấy, thì nhiều người nhiều quá mà anh cũng không thể nuôi được nó. Đấy. Anh hiểu không? Anh đẻ bây giờ đang là 3 đứa. Anh đẻ thêm 2 đứa nữa anh có nuôi được không? Nuôi 2 đứa con gái ấy. Nuôi được không? Nuôi được. Hả? Nuôi được. Thế đẻ 3 đứa con gái nữa là 6 đứa anh có nuôi được không? Rất là nhiều. Cho bớt đi à? Hả? Không cho bớt đi được. Không cho bớt đi được. Chả là xả là từ lúc là giảm là cơm làm nên nưa không đủ ăn. Ừ. Thế thì làm sao mà anh nuôi được không? Chỉ là. Thế xong anh yếu quá anh già anh tùa đi rồi nó vẫn còn bé bé này. Để một con trai. Vẫn cứ phải để. Sống. Bây giờ là nghỉ. Để một đứa con trai là nghỉ. Vâng.
Thế thì chúc anh chứ là đứa sau sẽ là con trai, để cho cuộc sống những cái đứa này nó sướng tí nhá. Không khổ lắm nhá. Thôi tiền đấy cất đi nhá. 50.000 đấy cho đổ xăng nhá. Đổ 2 lít thôi. Chắc 2 lít là bao tiền nhỉ? 40.000 à? Không, ở trên này là 1 lít 25. 25 à, thế là được 2 lít. Ở dưới chợ là một bình bơi đầy bình này là 60. 60.000 à? Thế là 50.000 đấy không được đầy bình. Nhưng mà trong xe nó vẫn còn xăng rồi mà. Đúng không? Thôi đấy nhá, đồ ăn rồi em lại phải đi tiếp đây nhá. Chuyển đấy. Nên là giữ gìn sức khỏe nhá. Xong rồi đi mua lợn đi nhá. Bây giờ vẫn xuống kịp mua gì? Bây giờ anh chưa lấy chưa làm cơm, em không được ăn. Làm cơm á? Thế làm cơm có món gì? Chả làm gì rau à, mẻ mẻ á. Ăn mẻ mẻ với rau cái gì? Lâu lắm rồi em không được ăn cơm ở mấy nhà anh, nhưng mà thôi hẹn hôm khác nhá. Sẽ lên ăn. Đèn này có sáng nữa không? Đèn sáng, sáng gì? Đảm bảo gì? Thôi thôi thế nhá. Đi đây. Đi. Chào nhá. Đấy. Hôm nào mà có con nó ủng ủng nó gọi anh Minh Cường nó lên. Biết anh này, biết tên anh này không? Biết lâu à? Anh gì? Còn nhớ tên không? Là anh Sử. Đây. Anh là em sao? Sắp quên rồi. Sắp quên rồi à? Lần đầu gặp, đã gặp bao giờ đâu mà sắp quên. Hình như răng vàng là mòn đi rồi ấy, phải không? Hả? Mòn bớt rồi phải không? Vâng. Răng ngày trước làm bao tiền nhỉ? Dạ. Răng vàng là không. Làm. Hả? Tức là các mình nhộ đi. Hai con bé nhìn cái anh bóp lên cầm vứt đi kìa. Vứt răng vàng đi giả? Vâng. Thế bây giờ lại làm lại à? Vâng. Bao nhiêu tiền một cái này? Hăn tâu xia. Hả? Hăn tâu răng ấy. Ôi rồi, đã là người già là không nhiều rau. Răng cơ mà, râu đâu mà râu. Răng vàng á? Răng vàng này, răng này. Bây giờ anh đã trồng lâu rồi. Trồng lâu rồi à? Trồng lâu rồi. Không nhớ bao tiền à? Lúc trước là trồng một cái chỉ là 20.000 đấy. 20.000. Bây giờ là... Bây giờ sắt đang lên giá đấy. Đồng chứ nhỉ? Đồng hay là cái gì? Vàng chứ nhỉ? Vàng phải không? Vâng. Họ bảo vàng à? Vâng. Bây giờ sao không mang ra bán ở cửa hàng vàng? Ôi dồi. Sao? Cái này chỉ trồng làm kỷ niệm của mình nữa mà. Kỷ niệm à? Vâng. Trời mưa, trời gió là không được đi ra ngoài nhá. Biết không, tại sao không? Xét đánh. Không để vàng đừa đấy. Sao lên mặt trời đâu? Soi lên mặt trời. Ra vào mặt trời được. Không đi được, không trông được. Xét đánh ấy nhá. Thôi đi đây. Ấy hôm nay Thắng lên thăm anh chứ, đồ đạc của anh chứ đã được trao xong hết rồi. Quà của anh chứ thì Thắng đã lại trao 1 triệu. Anh ấy nói rằng lại đi tiếp tục mua con lợn nữa để nuôi. Rất là hoành tráng. Mặc dù là điều kiện rất khó khăn nhưng mà đấy, nhìn thấy chỗ này Thắng lại nhớ lại hôm nọ Thắng lên sợ chết khiếp. Hôm đấy là có cho em phèng phèng mới cả ấy là chôn ở đấy cái thịt thối sợ quá. Rồi Thắng kết thúc cái video của mình ở đây. Hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo.